Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Những lưu ý khi xây cất nhà và nhập trạch. Đời người chúng ta, mấy ai được một lần xây cất ngôi nhà mình mong ước? Nếu có được phước duyên ấy, tức trong mệnh đã có sẵn phước duyên về điền trạch, phước về nhà cửa. Khải Toàn xin chia sẻ vài lưu ý trong việc xây cất nhà, làm nhà và nhập trạch. Việc xây cất nhà để an cư là một quá trình tốn nhiều thời gian, nhiều giai đoạn. Khải Toàn xin tóm gọn vài đề mục cần lưu ý như sau. Trước tiên, chọn được mảnh đất. Chọn mảnh đất ưng ý là duyên. Khải Toàn không bàn nhiều về việc này. Chúng ta có 6 đề mục. Chọn được mảnh đất để xây nhà. Thuê người thiết kế theo công năng sử dụng. Chọn ngày lành để khởi công, cúng kiến động thổ, hoàn thiện phần thô và nội thất. Cuối cùng chọn ngày lành và nghi thức nhập trạch. Chọn mảnh đất tốt dựa vào khu vực, quang cảnh, ngôi nhà vuông vắn. Thuê kiến trúc thiết kế theo công năng sử dụng, ưu tiên theo môn, chủ, táo, tức là cửa khí, phòng ngủ và bếp. Chọn ngày động thổ, không nên chọn ngày xung khắc với mảnh đất của mình và không nên xung khắc với gia chủ. Đừng quá lo lắng về năm hạn năm hung của chính mình, tự tổn giảm phước của chính mình. Đủ duyên, hợp hoàn cảnh, tâm lại thiện, bạn hãy tận dụng phước duyên ấy. Khi cúng kiến, xính lễ là hình thức. Tâm thành, khấn xin những vị cai quản mảnh đất này, khấn xin những sinh linh cư ngụ tại mảnh đất, để tránh gây thù chuốc oán. Vì cúng kiến có khấn xin là mở lời với phần âm, việc xin giấy phép xây dựng là mở lời với những người phần dương. Hoàn thiện nhà và nội thất, sau đó chú ý theo mệnh khuyết chọn màu sắc của gia chủ. Chú ý đến hai phương vị Tây Bắc và Tây Nam, đại diện cho nam và nữ chủ nhà, tránh những rắc rối về sau. Cuối cùng là chọn ngày lành để nhập trạch. Thủy, hỏa cùng lúc khai quang, nên có trẻ nhỏ và những chú chó trong ngày này, giúp ngôi nhà thêm sinh khí. Khải Toàn sẽ nêu chi tiết 6 đề mục này, mong chư vị có thêm kiến thức và thêm vài phương pháp chân thiện nhằm làm cho mảnh đất của mình thêm vượng khí. Ngoài ra, mời các bạn xem thêm bài Những lưu ý khi xem tuổi cất nhà. Đầu tiên, chọn mảnh đất mình an cư. Hướng nhà là quan trọng nhưng không thể quan trọng bằng khu vực như thế nào. Khu vực là quan trọng nhất, kế đến là cách cục ngôi nhà của mình. Tiện ích xung quanh nơi sinh sống như thế nào, đường xá, giao thông có bị ngập úng hay không. Trước nhà, giả dụ có hố ga, ống cống, trụ điện hay cây to sát nhà. Đối diện nhà có kiến trúc kỳ quái, cảm giác sẽ bất an. Tất cả những yếu tố bên ngoài của chúng ta không thể tác động được. Vì thế, trước là chọn khu vực nơi sinh sống, sau là cách cục ngôi nhà, kế đến là chọn hướng nhà, số nhà, tên đường. Cách cục ngôi nhà nên vuông vắng. Vuông vắng tức không bị thiếu góc. Nhà thiếu góc hoặc hình chữ L, hình tam giác không phải ngôi nhà tốt. Giả dụ bên ngoài nhà rộng, bên trong nhà hẹp sẽ ảnh hưởng đến lòng độ lượng của chủ nhà. Vì vậy, tốt nhất nên xây nhà trên mảnh đất vuông vắng. Về hướng nhà, không nên chọn hướng nhà xuất quái hoặc không vong. Nếu chọn được hướng hợp mệnh khuyết thì tốt hơn đôi phần, không được cũng không sao. Tránh chọn ngôi nhà xuất quái và phạm phải vong thần. Xuất quái là ngôi nhà có tọa độ giữa hai hướng lớn. Chúng ta có 8 hướng tổng cộng, các bạn nhìn vào đồ hình minh họa. Vong thần là một mật mã kiện tụng thị phi. Nói về số nhà, nếu số nhà hợp với mệnh khuyết dựa theo 60 giáp tý, nếu hợp thì tốt hơn. Chọn được mảnh đất tốt, quả là tuyệt vời, dựa vào không gian của mình. Vì vậy, chọn được mảnh đất tốt quả thật không đơn giản. Khu vực tốt, quang cảnh tốt, nhà vuông vắng đã có được 3-4 phần trên 10 phần tốt.
chọn được nhà hợp hướng theo mệnh khuyết, số nhà hợp thêm được 1-2 điểm. Thiết kế nhà hợp phong thủy từ cửa khí, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh hay phòng thờ thêm được 2-3 điểm tốt nữa. Tuy nhiên, 4-5 phần tốt còn lại dựa vào tâm tánh của mỗi người. Tâm tánh những người sống trong nhà như thế nào? Tâm lành, ý thiện sẽ sản sinh từ trường tốt lành. Nên có câu người phước ở đất phước người phước ở. Tự mình chọn mảnh đất tốt là duyên. Mời được thầy phong thủy đáng mến cũng là duyên. Tuy nhiên, nếu một trong hai vợ chồng không đồng lòng, ta không nên chấp vào ý của mình là đúng. Giả dụ vợ muốn mời thầy phong thủy, vợ muốn chọn nhà hướng nam, chồng thì không đồng tình. Khi những việc ấy xảy ra, chúng ta không nên tranh cãi. Đôi khi trái quan điểm trong cuộc sống là chuyện thường. Nếu hầu hết những việc hai vợ chồng đều trái quan điểm, đều tranh cãi, không có thầy phong thủy nào giúp được việc này. Ngay cả Bồ Tát thị hiện cũng không thể giúp. Và mảnh đất của gia đình thiếu sự thuận hòa, khó lòng là mảnh đất phước. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp cá biệt. Người vợ cứ thích bàn ra, nhưng không để trong bụng. Tuy thích nói ra nói vào, nhưng sau đó đều thuận ý của chồng. Thứ hai, thuê thiết kế theo công năng sử dụng của ngôi nhà. Đề mục số 2 này, thiết kế công năng theo sử dụng, theo mục đích, theo nhu cầu. Ngày nay, những người làm kiến trúc đều có ít kiến thức phong thủy cơ bản. Ít nhất kiến thức về hình thể, tức phong thủy loan đầu. Giả dụ, hạn chế cửa đối với cửa, hai cửa đối xung với nhau là không tốt. Nếu nhà hướng Tây sẽ hạn chế sức nóng của ánh nắng chiều, nếu nhà hướng Bắc sẽ giảm đi khí lạnh. Khi thiết kế bếp, bếp hay nấu ăn hay là bàn thờ, tránh tầng trên có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không nên ở cung Tây Bắc của ngôi nhà, khiến cho nam gia chủ có tinh thần mụ mị. Tùy vào diện tích và công năng, các bạn tìm người kiến trúc có kinh nghiệm để thiết kế mẫu về bố cục ngôi nhà. Nếu may mắn tìm được người kiến trúc giỏi, họ sẽ cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh, tức là hợp với nhu cầu gia chủ, không phạm phong thủy hình thể. Có được bản thiết kế, những vị có niềm tin về phong thủy, muốn dùng phong thủy cải vận thêm vài điều lành cho ngôi nhà của mình, dùng phong thủy cho ngôi nhà thêm vượng khí, sẽ tìm thầy phong thủy tư vấn. Nhưng các vị lưu ý, bất kỳ thầy phong thủy nào khi trao đổi cho bạn sự an tâm, những phương pháp của thầy phong thủy khuyến nghị không tổn hại đến người khác, đó chính là người thầy đáng mến. Tức là những phương pháp không tổn hại đến hàng xóm của mình. Mình sẽ tổn giảm phước, vì hại người là tổn mình. Chính vì ngôi nhà là tâm huyết của mỗi người, thường có sự bất đồng ý kiến. Sự bất đồng ý kiến của hai vợ chồng và cả gia đình đôi bên. Vì sao? Vì muốn quá nhiều. Những mong muốn vượt quá thực tế. Giả dụ nhà diện tích vừa phải nhưng muốn phòng nào cũng to. Các bạn nên ưu tiên theo từng hạng mục. Ưu tiên ngủ nghỉ hay ưu tiên sinh hoạt chung. Khải Toàn khuyến nghị các bạn nên lưu tâm theo môn, chủ, táo, tức cửa khí, phòng ngủ và bếp, những hạng mục khác nên ưu tiên sau. Mình xây nhà để có cuộc sống an ổn, đừng để cái nhà nó chiếm hết sự thanh tịnh của những người trong gia đình. Vì vậy, nên muốn những thứ trong khả năng, hợp với hoàn cảnh. Một sự việc quan trọng không kém, xin các bạn để tâm. Nếu có điều kiện, hãy thiết kế một phòng thờ hoặc một gian thờ. Số 3. Chọn ngày lành khởi công. Việc chọn ngày lành, nhiều người thường mắc phải tâm lý, lo lắng năm tuổi hay năm hạn. Khải Toàn xin bàn về chủ đề này ở một bài khác. Vì vậy, xin tóm tắt như sau. Mệnh của bạn có phước về điện trạch, phước về nhà cửa. Tâm bạn lại thiện, đủ duyên hợp lòng với gia đình, hãy tiến hành. Nếu lo lắng không làm, chỉ tự làm mình thêm khó thêm. Chỉ những trường hợp quá kém, không nên vội xây cất.
Giả dụ hướng nhà Phạm Thái Tuế, ví dụ năm 2024 hướng đông nam Phạm Thái Tuế. Chủ nhà Phạm năm tuổi năm tam tài, kèm theo pháp lý khó khăn, gia đình chưa thống nhất hết ý kiến, tức là quá nhiều yếu tố không hợp cộng lại thì các bạn chưa vội xây cất. Ngược lại, hãy cứ tiến hành, đừng để tư tưởng năm hạn năm tuổi mà không làm nhà, tự mình làm khó mình. Càng không nên nghĩ đến chuyện mượn tuổi, không có tác dụng. Vì sao? Nhà của ta, công sức tiền bạc của ta, tâm tư của ta, sự thành tâm của ta là nhất nhất. Vì chọn ngày lành để động thổ, nhằm tránh ngày có từ trường không tốt xung khắc với mảnh đất của mình, cũng như ngày tháng năm đó xung khắc với gia chủ. Chọn ngày lành trước tiên là hợp với mảnh đất, tiếp theo là hợp hoặc là không kỵ với chủ nhà, để có một sự khởi đầu xây cất thuận lợi. Chỉ là sự khởi đầu, vì hạt giống gieo xuống cần nhiều thời gian chăm sóc, cần nhiều tâm tư mới được có trái. Không vì chọn ngày không tốt mà vào sống thiếu an ổn. Tóm lại, nếu không có quá nhiều yếu tố bất lợi, nhờ người có chuyên môn chọn một ngày hợp với mảnh đất và không kỵ với sinh thần bát tự của chủ nhà làm là tốt nhất. Nếu có thể, mời được thầy đến cúng cùng, mời được người có tâm tính thiện lành đến cùng cúng kiến, là bạn nương vào sự may mắn của họ. Vì ở gần người lành, đến nơi có từ trường lành cho ta thêm năng lượng lành. Số 4. Cúng động thổ. Nói về cúng kiến, dù bạn có đạo hay không có đạo, nên suy nghĩ đến việc này. Cúng là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho người thế giới bên kia. Các bạn nên cúng chay và tâm ý của mình nên thành kính, đó là cúng ít được nhiều. Đất này là của ta, nhưng trên pháp lý, trước kia đã có biết bao sinh linh cư ngụ tại đây, ta đâu thể thấy và biết được. Cúng kiến phù hợp, lời khấn khai thị, lời khấn chân thành, tâm chân thành, bạn sẽ được gia hộ. Có vị hỏi Khải Toàn, vì sao phải cúng, có nên cúng hay không? Giả dụ bạn muốn xây nhà, bạn phải xin chính quyền, đợi họ xem xét và xét duyệt. Bạn xây nhà nên mở lời với hàng xóm, ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đó là biết lễ biết luật với phần dương. Bạn nên mở lòng mở lời với những vị thổ thần thổ địa cai quản mảnh đất này, xin những sinh linh đang trú ngụ tại nơi này, nếu vô tình gây tổn hại, xin các vị mở lòng thông cảm. Đó là sự kính lễ với phần âm. Người biết kính lễ với cả âm dương như thế, sao lại không được gia hộ? Ít nhất cũng không bị quấy phá. Một vị ngoài 40 bảo rằng, tôi không tin, tôi không cần phải cúng kiến gì cả, không cần phải xin xỏ ai. Đất của tôi, nhà của tôi làm theo ý tôi. Vâng, đó là theo pháp thế gian, theo người cõi dương là như thế. Anh còn vượng khí, họ chưa tác động được đến anh. Khi anh suy khí, những oan gia trái chủ sẽ tìm đến. Mặt khác, khi vô tình gây oán với chúng sinh, họ không tác động được anh, nhưng họ vẫn có thể tác động đến người thân của anh. Vì vậy, người hiểu đạo làm người, sống được lòng âm và cả được lòng người dương. Khi nguy nan được gia hộ, lúc khốn khó không bị nhiều chướng ngại. Về bài cúng động thổ, mời các vị xem video chi tiết trong kênh Khải Toàn. Số 5. Hoàn thiện phần thô và nội thất. Ban đầu dựa theo bản thiết kế, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Việc gì cũng vậy, không riêng cất nhà, luôn có phát sinh. Việc của ta nên thuận theo hoàn cảnh. Thiết kế bố cục nhà theo công năng, theo tiện ích sử dụng. Nếu có áp dụng phong thủy, các bạn cũng nên chú trọng đến yếu tố hài hòa và thẩm mỹ. Nên nhớ đừng đặt nặng phong thủy quá mức, nhất là phong thủy lý khí. Ưu tiên phong thủy lan đầu, tức là phong thủy về hình thể. Nội thất hay màu sắc của cả ngôi nhà nên dựa theo vợ hoặc chồng.
theo người chồng nếu người chồng có nhiều quyết định hơn. Không nhất thiết phải theo chồng, đôi khi có thể theo cả người vợ. Dựa theo sinh thần bát tự, biết được mệnh kiếp, chọn màu sắc hợp, giúp từ trường hài hòa. Đặc biệt, lưu tâm đến hai phương vị, Tây Bắc và Tây Nam, đại diện cho nam và nữ chủ nhà. Giả dụ, người cha sinh mùa đông kỵ thủy, tại Tây Bắc có nhà vệ sinh, có nhiều nước, vận trình sẽ kém, tâm trạng dễ bi ai. Vì vậy, nên xem trọng hai phương vị, Tây Bắc và Tây Nam trong ngôi nhà. Về phòng của con cái, cũng nên theo màu sắc riêng với từng người, giúp cho con cái được an ổn, có giấc ngủ ngon. Tóm lại, khi áp dụng phong thủy, mục đích chính vẫn là sự cân bằng, hài hòa giúp cho gia đạo an ổn, sức khỏe, sau đó mới công việc thuận lợi. Số 6. Chọn ngày lành nhập trạch. Chọn ngày vào ở cũng tương tự như chọn ngày động thổ, tức là ngày tháng năm ta chọn không nên được xung khắc với ngôi nhà mảnh đất, không nên xung khắc với gia chủ. Ngày nhập trạch là một sự khởi đầu mới, có vài điều các vị cần lưu ý. Không nên dùng giường, nệm, máy lạnh cũ của người chủ trước. Trước đó không nên cho bất kỳ ai ngủ lại. Thủy, hỏa cùng lúc khai quang. Nên có trẻ nhỏ hoặc những chú chó. Việc dùng giường hay máy lạnh cũ không phải của mình sẽ có những phần ảnh hưởng bởi từ trường của người chủ trước. Nếu có dùng máy lạnh phải vệ sinh thật kỹ. Thủy, hỏa cùng khai quang. Vào giờ cúng mở nước chảy và dùng nước trong nhà để nấu bếp, tức là nước và lửa cùng hoạt động cùng lúc. Trẻ nhỏ hoặc những chú chó đùa giỡn chạy khắp nhà, tạo nên sinh khí cho ngày nhập trạch, giúp ngôi nhà thêm vượng khí. Trong video những lưu ý khi xem tuổi xây cất nhà, Khải Toàn khuyên vì sao nên và vì sao không nên xem tuổi làm nhà, mời các bạn xem thêm. Khải Toàn đã chia sẻ 6 đề mục những lưu ý khi xây cất nhà và động thổ và vào nhập trạch. Trên tất cả, muốn mảnh đất của mình sống thành mảnh đất phước, chính chúng ta tự tu tập theo giáo pháp lành, làm lành tránh ác để tự tạo phước. Thế nào là lành, thế nào là ác? Để hiểu hơn về việc lành dữ này, mời các bạn tìm nghe hoặc đọc bộ kinh nhỏ Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chỉ cần mỗi ngày dành vài mươi phút ngồi thiền, năng lượng bạn tạo ra cũng giúp cho mảnh đất của mình thêm sinh khí. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.